Thưa quý vị, từ cuối tháng 9, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát và các hoạt động kinh tế xã hội cũng dần được nới lỏng. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan lơ là, thành phố vẫn duy trì xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để kịp thời phát hiện F0, cũng như tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại từng khu vực để có biện pháp phù hợp. Ghi nhận của phóng viên tại quận Liên Chiểu. Như đã thành thói quen, ngay sau khi có thông báo từ ban điều hành khu dân cư, người dân ở khu vực này lại tập trung đầy đủ để lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Bà con đi theo đúng khung giờ quy định và đảm bảo giãn cách ngay tại khu vực lấy mẫu. 39 đợt xét nghiệm và kể cả các cái đợt xét nghiệm các cái đối tượng như lực lượng phòng chống dịch và các cái đối tượng mà ở các cái khu phong tỏa. Đấy, thì chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư, các tổ COVID-19 là tích cực tuyên truyền đến những người dân, và nhìn chung người dân rất ý thức tự giác. Đến giờ là bà con đi đầy đủ và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế một cách rất là nghiêm túc. Thực hiện kế hoạch 164 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay quận Liên Chiểu đã tổ chức 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình để sàng lọc SARS-CoV-2. Trong đó, đợt 1 tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đã có gần 33.000 người được lấy mẫu. Đợt 2 từ 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 31.000 người, và cả hai đợt đều không ghi nhận F0 nào. Công tác xét nghiệm là luôn thực hiện được bài bản, và địa phương cử cán bộ cùng với lại ban điều hành tổ dân phố, khu dân cư để thông báo trực tiếp cho người dân cùng với lại đội ngũ và tổ xét nghiệm để đảm bảo cái việc giãn cách theo quy định, cũng như là xét nghiệm đối với cái hộ gia đình để tầm soát và đánh giá cái nguy cơ từng khu vực, đặc biệt là những cái khu chung cư, hộ dân cư đông đúc. Từng là điểm nóng dịch COVID-19, tuy nhiên với nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đến nay quận Liên Chiểu đã là quận xanh. Với đặc thù không có khu công nghiệp, số lượng công nhân và sinh viên ở trọ đông, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn quận Liên Chiểu là rất lớn. Vì vậy, địa phương sẽ duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch xét nghiệm cũng như nâng cao độ bao phủ vaccine trên địa bàn quận để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.